Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Nam Nêu. Nội dung hôm nay, bộ lạc Sentinel. Đảo Bắc Sentinel là một phần vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Bắc Sentinel chỉ có diện tích khoảng 59,6 km2, gần bằng khu vực đảo Manhattan của New York. Năm 2004, một trận sóng thần đã thay đổi địa lý của hòn đảo, nâng hòn đảo lên cao 1 đến 2 mét, mở rộng ranh giới của đảo. Người Sentinel thực hiện quyền tự chủ hoàn toàn, sự tham gia của các cơ quan chức năng Ấn Độ bị hạn chế tối đa, dù là chuyến thăm ngắn, bất kỳ cuộc tiếp cận nào với đảo đều không được hoan nghênh, không mang lại kết quả tốt đẹp. Một ý kiến cho rằng, người Sentinel chính là con cháu của những người tinh khôn đầu tiên từ châu Phi và đã cư trú trên đảo Bắc Sentinel chừng 55.000 năm. Bề ngoài, họ có tầm vóc tương đối nhỏ, cao tầm 1,6 mét, da đen và tóc xoăn kiểu châu Phi. Người Sentinel được cho là vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá, duy trì một xã hội săn bắt hái lượm, có nguồn sống nhờ việc săn bắt, câu cá và thu lượm, săn bắt động thực vật hoang dã. Không có bằng chứng về các hoạt động nông nghiệp của họ, chưa rõ có bao nhiêu người sống trên hòn đảo. Theo số liệu của Ấn Độ năm 2011, hiện số người Sentinel trên đảo chỉ còn hơn số hàng chục. Ấn Độ vẫn đang thực hiện chính sách theo dõi nhưng không can thiệp để đảm bảo những kẻ săn trộm không xâm nhập hòn đảo. Ngôn ngữ người Sentinel được cho là không hề giống ai. Theo các tài liệu khảo sát dân số, người ta từng sử dụng tiếng Jarawa để tiếp xúc với các thổ dân trên đảo Bắc Sentinel, nhưng không thành công. Jarawa là ngôn ngữ được thổ dân trên các hòn đảo gần đó sử dụng. Chính quyền Ấn Độ tuyên bố, bất kỳ ai tìm cách liên lạc với người Sentinel đều là phạm pháp, và buộc phải giữ khoảng cách 5 km quanh đảo. Đã có rất nhiều người bị giết vì xâm nhập vào hòn đảo này. Suy nghĩ của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới mô vi. Đừng quên like và search để theo dõi video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong mô vi kế tiếp.